ngày 12 tháng 6 công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý 20 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào 9 giờ ngày 12 tháng 6 lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra hành chính tại căn nhà trên đường Võ Văn hát phường Long Trường quận 9 qua kiểm tra phát hiện 20 người Trung Quốc cùng những tàn vật liên quan có biểu hiện sử dụng công nghệ cao để lừa đảo nên đưa về cơ quan công an làm việc Khám xét căn nhà, lực lượng công an thu giữ những tang vật gồm 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập chứa nội dung kịch bản giả danh công an Trung Quốc để lừa đảo, hai bản sao chụp giả mạo giấy chứng nhận công an Trung Quốc. Ngoài ra còn thu giữ 26 máy tính bản, 46 điện thoại di động, 6 máy tính sách tay, 3 thiết bị giả âm thanh môi trường và nhiều bộ đàm thiết bị kết nối. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bố trí các tấm đệm lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm, phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.